Bỏ khăn che mặt xuống. Nhìn dáng vẻ như que củi của ngươi, ngươi chắc chắn là cái tên ông hút mặt rồi. Ê, chẳng phải cô là Bạch cô nương sao? Hả? Lúc đầu ta cứ tìm cô nương cô không chịu, ta mới tìm cô nương khác. Sao hả? Ghen rồi sao? Giỏi cho tên dâm tặc này, còn ở đó ăn nói hàm hồ nữa. Cẩn thận ta đánh cho người không còn cái răng nào luôn. Không được vậy. Đừng đuổi theo. Di sư, cứ để hắn chạy đi. Sao có thể để tên dâm tặc này chạy được chứ? Lần trước hắn muốn làm nhục tôi không thành, lần này lại vô duyên vô cớ chạy tới chỗ Chu tỷ tỷ, muốn ức hiếp Chu tỷ tỷ. Thật ra ta đã sớm biết, cho nên ta luôn đứng trước cửa phòng Chu cô nương canh chừng. Cái gì? Huynh nói là huynh biết sao? Hả? Huynh nói tôi nghe đi có được không? Không được, ta không thể nói cho cô ấy biết Trần Cúc tiểu thư có qua lại với tên dâm tặc này. Như sơn cô nương này ngây thơ không tà niệm, ta lo nếu cô ấy nói chuyện này với đại nhân thì sẽ lớn chuyện mất. Huynh sao đó? Sao huynh không nói gì hết vậy? À, trực giác. Ờ, ta nhớ ra rồi. Hả? Như sơn à, ta nghĩ Chu cô nương vẫn không an toàn cho lắm, chúng ta mau quay về đi. Tên dâm tặc chết tiệt này, hôm nay không bắt được hắn ta, đợi khi hai sư huynh của tôi trở về, tôi sẽ kêu đại sư huynh đi bắt hắn. Tới lúc đó tôi sẽ trừng trị hắn cho ra trò. Đúng vậy, cắt hết cơn cốt của hắn luôn. Tới lúc đó thì huynh nhất định phải giúp đỡ cho tôi đó. Huynh nhớ nha. Giúp, đương nhiên là giúp. Như sư, cô về trước đi, để lát nữa tôi sẽ về. Được, vậy tôi đi trước nha. Cô tìm tôi à? Đúng vậy, tôi thấy huynh đuổi theo dâm tặc ra ngoài nên đành đuổi theo tới đây. Sao hả? Tôi đã học thuộc bí kíp rồi, giờ trả lại cho huynh. Cô vì chuyện này mà tới tìm tôi sao? Tôi tới nói cho huynh biết huynh phải cẩn thận, bởi vì Phúc Quận Dương chưa chịu buông tha cho huynh. Sao đây hả? Tại sao ông ta không buông tha cho tôi? Ông ấy nói Bối Lạc Gia bị như vậy tuy là do Âu Dương Đức làm ra, nhưng nguyên nhân ban đầu vẫn là tại huynh, cho nên... Thật nực cười. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ông ta không nghĩ thử xem con trai của ông ta đã làm chuyện tốt gì. Hắn không hại cả nhà ta, ta việc gì phải tìm hắn tính sổ, việc gì phải cáo oan chứ. Triều Thanh, xuất hiện một Dương gia hồ đồ như vậy, nực cười chết được. Huynh nghe tôi nói, Đông Dương phủ đầy rẫy nhân tài cao thủ như mây, nếu quận Dương đã hạ lệnh nhất định phải giết huynh thì huynh phải cẩn thận đó. Được, tôi biết rồi. À phải, sao cô lại chạy tới đây báo cho tôi biết? Nếu như bị Phúc Quận Dương biết được thì phiền phức cho cô đó. Tôi sẽ tự biết cẩn thận, ông ấy không biết tôi nói cho huynh biết chuyện này đâu. Cô nương à, còn nhớ lời tôi nói không? Sớm quay đầu là bờ. Lời huynh nói tôi vẫn luôn để trong lòng. Sự việc không đơn giản như huynh nghĩ. Cho tôi thêm chút thời gian đi. Được, tôi cho cô thời gian. Vậy cô có thể nói cho tôi biết người sử dụng U Minh Chưởng này là ai không? Tôi xin lỗi, tôi không biết hắn là ai. Không biết sao? Vậy ít ra cô có thể cho tôi biết hắn và Phủ Quận Dương có quan hệ gì không? Xin đừng hỏi tôi nữa, tôi thật sự không tiện nói đâu. Được rồi. Cô nương à, rốt cuộc khi nào cô mới chịu rời khỏi Quận Dương phủ đó chứ? Tôi nói thật cho huynh biết, tôi rất muốn rời khỏi Dương phủ, nhưng mà trước mắt vẫn chưa thể rời khỏi được. Được thôi, chuyện này chúng ta để sau hay nói đi. Đa tạ huynh. Nếu như tôi thật sự có một ngày rời khỏi Dương phủ, huynh là người đầu tiên tôi sẽ nói. Tôi đi trước đây. Đại nhân,
Đại nhân. À, Thu đại ca. À, có tin tức cô Dương tiên sinh chưa? À, Âu Dương tiên sinh không có tin tức gì hết. Ngược lại có một người tới. Là người nào? Đó chính là con trai của Phúc Thuận Dương, Phần Bối Lặc. Hắn tới đây làm gì chứ? Bành Bằng, Bành Bằng, ngươi ra đây đi. Bành Bằng, ngươi cản cái gì mà cản chứ? Bành Bằng, ta hỏi ngươi, Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá đâu rồi? Hạ quan tham kiến Bối Lặc gia. Trời đất ơi, kiến cái gì mà kiến chứ? Ta nói cho ngươi biết, có phải là ngươi đã nhốt Hoàng Thiên Bá vào trong đại lao rồi không? Ngươi mau thả quân ấy ra đi, lập tức thả ra đi. Vậy không được. Thiên Bá hiện là người đang mang trọng tội. Cái gì mà mang trọng tội chứ? Nè, tôi nói nè, Thùng Bối Lặc, có phải là ngài muốn hại Thiên Bá huynh không hả? Ơi trời ơi, ngươi nói ta để hại Hoàng Thiên Bá hả? Ta diệt Hoàng Thiên Bá cùng với Dương Phi vào kinh đó, ngươi biết hay không hả? Ờ, quả nhiên là vậy. Ngài không phải muốn hại Hoàng Thiên Bá thì là gì chứ? Đại nhân, chúng ta đừng nghe ngài ấy nói nữa. Bành Hưng, ngài ấy sẽ không hại Thiên Bá đâu. Ngươi nghe thấy chưa hả? Cả Thu Quan cũng biết là ta tới để cứu Hoàng Thiên Bá mà. Ta tới là để cứu Hoàng Thiên Bá đó. Ta tới cứu Hoàng Thiên Bá đó, biết chưa? Hả? Khởi bẩm đại nhân, Nghiêm công công tới. Mau mời. Dạ. Quyền lệnh Tam Hà Bành Bằng tham kiến Nghiêm công công. Mật chỉ. Ấy trời. Hoàng thượng vạn quý, vạn quý, vạn vạn quý. Tiếp chỉ. Thần lãnh chỉ tạ ơn Hoàng thượng vạn quý, vạn quý, vạn vạn quý. Nghiêm công công, trời ơi, là... ta là con trai của Phúc quận Dương phủ, Thuần Bối Lạc nè. Thì ra là Thuần Bối Lạc. Ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Nghiêm công công, ta hỏi ông nè, có phải hả là Hoàng thượng muốn thả Hoàng Thiên Bá ra không? Chuyện này làm sao nô tài biết được chứ? Hoàng thượng đã viết rất rõ ràng trong mật chỉ rồi. Nô tài còn có việc phải về kinh thành bẩm báo. Các vị xin cáo từ. Ê nè nè, hả? Trời ơi, Nghiêm công công à, ta còn chưa nói xong mà. Hay là mới lại ngài... cho ta một đêm đi ha. Một đêm thôi. Có chuyện ha gì vậy? Nè, một đêm cũng được mà. Đừng đi mà. Nè đừng đi mà. Ê, đại nhân, mở ra xem đi. Có phải là hoàng đế muốn gả Thiên Bá huynh đúng không? Đúng 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 đúng. Ngươi còn ngẩn ra làm gì mà mở ra xem đi. Nếu như hoàng thượng muốn xá miệng cho Hoàng Thiên Bá, hạ thánh chỉ là được rồi. Việc gì phải dùng mật chỉ làm gì? Đại nhân, không lẽ ngài cho rằng hoàng thượng đã... Bất luận thánh thượng là muốn xá miệng cho Thiên Bá hay là giết Thiên Bá, bổn quan đều sẽ lệnh chỉ hành sự. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi trời ơi, Bành Bằng, ta đang khóc mà sao ngươi cười? Ngươi đang muốn chống đối ta hả? Phải đó đại nhân, rốt cuộc trong đó đã viết cái gì vậy? Không lẽ hoàng thượng muốn xá miễn cho Thiên Bá? Thu Quan, không chỉ có như vậy, hoàng thượng không những đại xá miễn cho Thiên Bá, hơn nữa còn phong cho cô ấy làm ngạch phò. Thu Quan, mau mời Thiên Bá ra đi. Dạ. Đưa ta xem. Mật chỉ trẫm ban đó chính là quả nhân muốn cho phép hắn cưỡi xong mang về tủ phủ kinh thành thăng quan tiến chức ban thưởng công. Ông trời thật sự có mắt mà. Thiên Bá, Thiên Bá, Thiên Bá, đa tạ đại nhân đã bôn ba vì tôi. Thiên Bá, tuyệt đối đừng có nói như vậy. Mình bằng ta đối với cậu hổ thiện vạn phần. Nghe nói hoàng thượng muốn phong huynh làm ngạch phò. Cái gì? Hoàng thượng muốn phong ta làm ngạch phò sao? Không được, tuyệt đối không được. Thiên Bá, lần này cậu không thể chọn lựa được nữa. Hơn nữa hạ quan còn phải phụng chỉ đưa cậu về kinh. Sư đệ, sao vậy? Tâm trạng không được tốt hả? Thôi ta biết rồi. Có phải là đệ nhớ tiểu sư muội không? Đệ sẽ không nhớ muội ấy nữa. Sao vậy? Đệ với tiểu sư muội
Hái miễn cưỡng như không thể ngọt được. Đệ quyết định từ bỏ rồi. Tiểu sư muội là thuộc về huynh. Đệ hy vọng huynh và tiểu sư muội có thể sống tới đầu bạc răng long. Đệ giỡn cái gì vậy hả? Người tiểu sư muội thích là đệ mà. Muội ấy vì huynh mà tự giận, vì huynh quên mình đó. Muội ấy muốn ngăn cản đệ quả thiêu huynh, đã rút kiếm giết đệ, muốn lấy tính mạng của đệ. Muội ấy yêu huynh như vậy, thích huynh như vậy, đệ có thể tranh giành gì nữa chứ? Đệ còn có hy vọng sao? Đệ sai rồi sư đệ. Tiểu sư muội, muội ấy rất sùng bái ta, xem ta như thần tượng, là thần được muội ấy tôn sùng. Thần sụp đổ rồi muội ấy có thể không đau lòng sao? Có thể không hoảng sợ sao? Còn một điều nữa đệ quên rồi sao? Lúc đệ bị thương, muội ấy khóc rất thương tâm mà. Muội ấy đối với cả hai sư huynh đệ đều là rất có tình cảm. Nhưng mà trong mắt của ta, tình cảm của sư muội dành cho đệ là nhiều hơn dành cho ta. Có thật không? Đại sư huynh có từng lừa đệ không? Huống chi bây giờ ta đã có người mà. Hả? Huynh có người mình thích rồi sao? Huynh về rồi hả? Ta đã về rồi. Vậy nhiệm vụ Quynh vào kinh thành lần này thành công viên mãn rồi. Sao lại nói vậy? Bởi vì Hoàng Thiên Bá đã được thả ra rồi. Có thật không? Hương Vũ, Hoàng Thiên Bá được thả ra rồi. Chuyện này có thật không? Thật đó, không sai đâu. Tin tức này ta đã tới huyện nha để thăm dò. Sao cô lại ở chỗ này vậy? Từ kinh thành trở về chắc chắn sẽ đi qua chỗ này. Tôi cố tình ở đây đợi các Quynh, nói cho các Quynh biết tin tức này. Sư huynh, vậy huynh ở lại nói chuyện với hồ điệp cô nương nha. Để đi mua chút rượu, về tới sẽ uống cho đã nha. Ê Hương Vũ, Hương Vũ. Để chắc chắn sẽ không quay về sớm đâu. Hai người cứ từ từ trò chuyện đi. Hương Vũ. Nè, cái tên Hương Vũ này. Cho nên mới nói cô ở đây đợi ta sao? Phải đó. Thì tại bởi vì Hoàng Thiên Bá là bằng hữu tốt của huynh, cho nên tôi mới nói cho huynh biết. Vậy thật sự phải đa tạ cô. Hình như là cô đã ốm đi rất nhiều. Ốm sao? Làm gì có. Cô coi mặt cô ốm đi rồi. Mặt ốm hơn sao? Đâu có đâu. Bên này nè. Ốm thật đó. Ốm thật không? Làm gì có. Quynh. Quynh xấu thật đó. Âu Dương Đức ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm qua, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng buôn ba khắp nơi. Trong lòng vốn không có bất cứ lưu luyến gì, nhưng mà từ sau khi ta gặp cô ấy tới giờ thì trong lòng đã lưu luyến nhiều rồi, nhung nhớ cũng nhiều nữa. Vậy sao? Là ai vậy? Ai có bản lĩnh lớn tới vậy, có thể khiến quái hiệp danh trấn giang hồ Âu Dương Đức nhung nhớ và lưu luyến? Là một người có cái tên rất là khó nghe. Cô ấy là Hắc Quả Phụ. Quynh, Quynh tưởng tên của Quynh dễ nghe lắm sao? Quái hiệp. Đúng là muội đã ốm đi nhiều rồi.